Kim Kardashian khóc nức nở hé lộ nguyên nhân ly hôn Kanye West. Trong tập mới nhất chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, Kim Sư vòng 3 đã hé lộ nguyên nhân ly hôn Kanye West khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, tập phim được quay vào tháng 12 năm 2020 khi Kim cùng mẹ, các chị em gái đưa bọn trẻ đến hồ Tahoe du lịch nhân dịp sinh nhật con trai Sean 5 tuổi của cô. Ngay khi đến khu nghỉ dưỡng, Kim Kardashian lao vào phòng đóng cửa và nói muốn ở một mình. Em gái Khloe Kardashian giải thích rằng Kim và Kanye chỉ vừa cãi nhau trước chuyến đi. Kanye không đi cùng họ, còn Kim hiện rất buồn, đau khổ và trút cơn tức giận vào những chuyện vô cớ. Khi cả gia đình quay quần an ủi Kim, cô đã bật khóc và trải lòng về những nỗi khổ tâm của mình. Kim ngạn ngào, tôi thực sự không thể tiếp tục như thế này nữa. Tại sao tôi vẫn sống như vậy sau nhiều năm bị mắc kẹt? Anh ấy luôn đi xa và thay đổi đến các bang khác trong mỗi năm. Tôi phải đi cùng để có thể chăm sóc bọn trẻ. Kim công nhận Kanye là một người bố tốt, rất yêu thương con, nhưng cô không thể đi theo chồng khắp nơi. Kanye Kardashian, chị gái Kim, động viên cô rằng dù chia tay, Kanye vẫn có thể đảm đương vai trò của một người bố và cho rằng sẽ ổn hơn khi Kanye West sống ở with me một mình. Sau đó, Kim nức nở bộc bạch, tôi nghĩ Kanye xứng đáng có một người vợ ủng hộ anh ấy mọi mặt, có thể đến Wyoming, ở cùng và đi theo anh ấy khắp nơi, làm mọi thứ vì anh ấy, tôi không thể làm điều đó. Tôi cảm thấy mình là một kẻ thất bại kinh khủng, đó là cuộc hôn nhân thứ ba của tôi rồi. Đúng, tôi cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc khốn khổ, nhưng tôi đã không biết điều đó, tôi chỉ muốn được hạnh phúc. Kim từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi cưới Kanye, với nhà sản xuất âm nhạc Damon Thomas từ năm 2000 đến 2004 và cầu thủ bóng rổ Chris Humphries năm 2011. Ngôi sao 40 tuổi không tiết lộ cô đã trục trặc với Kanye từ bao giờ, tuy nhiên cô thú nhận giữa họ xảy ra rất nhiều xung đột. Kim nói trong nước mắt, tôi sẽ không sống với những cuộc cãi vã và những thứ khác như vậy nữa. Trang US Weekly cũng từng đưa tin Kim và Kanye từng xảy ra cuộc cãi vã nảy lửa vào tháng 12 năm 2020, giống như giọt nước tràn ly khiến Kim quyết định ly hôn. Kanye đã nổi giận với Kim khiến cô ấy thực sự buồn lòng. Nguồn tin chia sẻ và nói rằng từ đó mối quan hệ của cặp sao chưa bao giờ hàn gắn. Tháng 1 năm 2021, Kim thuê luật sư tư vấn ly hôn. Ngày 19 tháng 2, cô nộp đơn lên tòa. Đến tháng 4, Kanye West cũng đệ đơn ly dị của anh, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với 4 người con chung. Dù nhiều bất đồng, cả hai đã cố gắng giải quyết vụ ly hôn trong êm thấm và thống nhất chia sẻ quyền nuôi con. Về phần Kanye West, anh được phát hiện vẫn đeo nhẫn cưới dù đã ly hôn, cho thấy khả năng tái hợp của cặp đôi. Cụ thể, hôm 28 tháng 4 vừa qua, trên Instagram Story, DJ Khaled hào hứng khoe ảnh Kanye West ghé thăm nhà anh vào buổi sáng. DJ Khaled đã rất bất ngờ và vui sướng khi người bạn, người đồng nghiệp đến thưởng thức album sắp phát hành của mình. Anh chia sẻ, câu chuyện thật, Kanye đã ghé nhà tôi vào lúc 8 giờ sáng nay. Tôi đã không hề biết anh ấy sẽ đến. Trong một số bức ảnh, Kanye West ngồi trên ghế phiêu theo bài hát mới của DJ Khaled hoặc vui vẻ tán chuyện với cậu bạn. Điều gây chú ý nhất với các fan là chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Kanye. Rapper 43 tuổi vẫn đeo chiếc nhẫn cưới gắn bó với anh 7 năm qua, bất chấp việc anh và vợ đều đã nộp đơn ly hôn.